Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đang có mặt tại tỉnh Phú Yên. Nếu như từ trên đèo cả mà mọi người muốn xuống dưới đây á, thì khoảng chừng vài cây số, khoảng chừng 3-4 cây số gì đó. Và phía sau lưng của mình là có những cái bè nổi này. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài kia để có một cái cuộc hẹn với một chị gái ở ngoài kia, để mà ra ngoài bè nổi của chị ấy trải nghiệm cái cuộc sống cũng như là cái sinh hoạt. Và mọi người hãy theo chân mình để xem thử là cảnh vật ở nơi đây nó đẹp như thế nào nha. Mọi người có thể nhìn thấy xa xa là có những cái bè nổi này. Và đây là cái đường người ta làm đi ra. Chỗ này có những cái trái tim nhìn giống như là cái cầu tình yêu vậy. Bên kia thì trái tim màu hồng, bên này thì trái tim màu đỏ. Xa xa là những cái dãy núi. Ở đây giống như là một cái đầm, một cái vịnh vậy. Anh ơi, anh đi hai người phải không? Dạ, hai người ạ. Bây giờ thì mình cùng với anh Đen sẽ đi ra ngoài kia. Và tụi mình sẽ ra ngoài bè nổi của Suno, của một chị gái. Giới thiệu mọi người, đây là anh Đen. Nếu như mà mọi người muốn xem những video hay về chủ đề du lịch, ẩm thực, cuộc sống hay là lịch sử thì mọi người có thể ghé qua kênh của anh Đen với tên là Tố Đen và Tố Đen Thui nha. Cảnh ở đây khá là đẹp nha mọi người. Xung quanh là núi, ở dưới này là một cái đầm. Sớm ngày mai chưa nghỉ trưa luôn, chưa ngủ rồi. Rồi đến bao giờ đi ngủ? Không, đến tư rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới bè. Lát nữa em đi ra em trả tiền hay là bây giờ em gửi tiền luôn? Dạ không. Thế thì em ở đây luôn rồi. Rồi cảm ơn. Bây giờ thì mình với anh Đen sẽ đi vô bè của chị. Đây là bè Suno. Đây có một bà chó này. Chào chị. Chào chú. Chào chị. Đang ăn cơm trưa hả chị? Mình đến đây thì thấy chị đang ăn cơm. Chị Kiều đang ăn cơm. Thì thấy có cá nục kho này. Ngoài ra thì có cá ngừ, măng, nước mắm nè. Rồi ăn luôn anh, mấy anh. Dạ. Dùng buổi trưa luôn. Ở bên đây là cái nhà nuôi cá bớp. Dạ. Bớp cá mú rồi đó. Cá bớp, cá mú. Chỉ có hai loại đó hay sao? Cá bớp, cá mú, cá chim. Cá chim nữa. Cá hồng. Cá hồng. Cá bè. Cá bè. Em thấy có con cá ở ngoài đó to.
Thức ăn chính của những cái loại cá này là gì vậy? Thức ăn chính là cá tươi của mình ở ngoài biển Bắc Vô. Dạ. Cá tươi. Mình có cần phải sai ra không hay là để em ví dụ như đang còn bắt cá con lúc mà cá nhỏ cá giống á, dạ, là mình phải ép cá vùng ra cho cá con ăn, rồi lớn mình phải cắt, rồi chừng lớn nữa là mình rải xuống là mình cho ăn. Dạ. Ngoài đây rất là nhiều bè nổi luôn nha mọi người. Mọi người có thể thấy xa xa nha, phía bên kia kìa. Quá trời luôn ha. Người dân nuôi cá ở ngoài này rất là nhiều. Cảnh ở đây khá đẹp, mặt nước nó rất là yên bình đó. Và gió biển từ ngoài khơi nó thổi vào rất là mát luôn. Cá này mọi người rất là to luôn, nhìn nó bơi kìa, khủng khiếp không. Ở dưới này thì mình thấy có cá bớp, cá chim, nhiều loại lắm, khoảng 4-5 loại gì đó. Đây khả năng là thức ăn của cá. Đây là thức ăn của cá phải không anh? Dạ. Anh đang câu cá hả? Cá bên này là cá gì anh? Cá bớp hả? Mình hơi lúa một tí nha mọi người. Thật sự thì mình không có nhận biết được đây là loại cá gì hết. Nhìn nó giống cá lóc quá ha. Bây giờ anh đang câu là câu cá gì đó? Câu cá giò. Cá giò hả? Lưới ao mà không có đi đặt. Chú ơi, cá bớp này mà con to nhất là khoảng bao nhiêu ký chú? Đây hả? Dạ. Lớn nhất là khoảng 4 ký rồi. 4 ký ạ. 4 ký. Ở đây cá này là to nhất rồi chú ha. Còn là mà mình nuôi ra lớn nữa. Dạ. Nhưng mà ý là loại cá này là to hơn tất cả các loại cá khác hả? Dạ. Con đi ra ngoài này có khi nào nó rớt xuống dưới đó không ta? Còn chặt cẳng là cũng rớt nha. Rớt xuống cá ăn thịt luôn á. Đây là thức ăn mình chưa cho ăn hả chú? Đây là cái loại này là cho mấy con cá lớn này nè. Dạ. Cái này là cá mua ngoài biển ha. À. Cá gì đây ta? Đây là cá nóc. Cá nóc. Dạ. Mình phải lấy đi cái ruột ở trong hả? Tại vì cái ruột của nó độc đúng không chú? Đây là cá bớp nhỏ nè. Dạ, cá bớp nhỏ. Chú mới vứt một miếng thịt xuống để xem thử là có con cá nào lên đớp hay không. Đó đó, mọi người thấy chưa? Cá bớp nhỏ. Quơ, nó nhiều. Một cái lồng bè như vậy thì bao nhiêu con ở trong này chú? Nếu mà cái nhỏ là 300 con. Dạ. Còn nếu mà đã lớn như đây là khoảng 100 con một lồng như thế này. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình tách riêng ra như vậy? Nó lớn mình tách lồng. Dạ. Ví dụ như mà đây khoảng tháng nữa là bắt đầu mình chia thêm ra. Dạ. Là mấy tháng là mình có thể xuất mình đem đi bán là được rồi. Khoảng 8 tháng, 10 tháng, 12 tháng. Dạ. Cái này mới 3 tháng mấy ngày. 3 tháng mấy ngày hả? Chỗ này là cá gì chú? Nhỏ nhỏ vậy. Để là ngoài là cá sơn. Để cá là ở ngoài biển. Dạ. Cá này cá tự nhiên nè, không có phải cá mình nuôi. Còn cái kia là tôm hùm hả? Tôm hùm. Tôm hùm này nuôi là cho nó ăn cái gì chú? Mình cũng cho nó ăn cua, ghẹ, rồi với là cá rồi đó. Dạ. Bên này con thấy là có hàu này. Đây là hàu sữa. Hàu thì có cần phải cho ăn không? Không. Không cần hả? Đây là cá hồng. Cá hồng. Cá hồng, cá bê, cá mú ở dưới này. Dạ.
cái con này cá mú nè, con bông ở trong đây. Mọi người thấy ở con ở trong góc này là cá mú nè. Cá mú. À, còn mấy con chạy đây là cá hồng. Dạ, cá hồng này. Cá hồng, con cứ nghĩ cá hồng thì nó sẽ là màu hồng chứ. Đó, nó hai loại, đây là nó kêu là hồng Mỹ, hồng lai nè. Dạ. Còn cá hồng cái nó hơi đỏ à. Dạ. Mà nó cục hơn. Còn cá tròn tròn kia là cá chim phải không chú? Đó là con cá bằng xe đó. Cá tai bồ. Tai bồ hả? Rồi, con cảm ơn chú. Mấy con cá này là anh câu lên đây hả? Đúng rồi. Cá này là cá gì anh? Hồi nãy anh nói mà em quên mất. Cá giò. Cá giò. Cái nó nhỏ rồi, cái này cũng được. Dạ. Cái câu quả trong sọ này được. Hồi sáng giờ anh câu được nhiều đó. Wow, nhiều quá trời luôn. Kéo lớp dưới này cá ăn thịt luôn á. Cá mà đen đen đó là cá gì anh? Bớp à. Cá bớp luôn mà nhưng mà nó hơi khác ha. Dạ. Rồi, được một con kìa. Con này nhỏ ha. Cá ở đây câu rất là dễ luôn. Cho nên là nếu như mà một người mà không có đủ sự kiên nhẫn á, thì vẫn có thể là câu cá ở đây được. Tại vì khi mà mình bỏ mồi xuống á, thì cá nó ăn liền luôn mà. Anh vải cơm như vậy thì khi đó thì cá nó sẽ tụ lại đó, mọi người thấy không? Dạ. 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 Mình bỏ mồi xuống đó là nó kêu đó nó ăn. Dạ. Có con cá gì em mới thấy lướt qua màu trắng to. Cá thia hả? Buổi sáng sớm thì chị Kiều đi mua cá ở ngoài cảng để đem về đây và cho cá ăn. Cái này là bao lâu thì mình mới cho cá này nó ăn một lần chứ đâu phải là cho ăn ngày nào cũng phải cho ăn hả? Ngày nào cũng phải cho ăn hả? Và là ngày nào cũng phải đi mua cá và rồi mang về. Dạ. Ở ngoài này thì cá to hơn nè mọi người. Có vẻ như là ở ngoài này thì cá nuôi lâu hơn á. Cá lớn rất là nhiều. Cá rất là to luôn. Mình tưởng tượng nếu như mà khi mà mình rớt xuống đây nhiều khi cá ăn thịt mình luôn quá. Ghê không? To khủng khiếp ha. Bên đây nữa. Nhìn nó bơi kìa. Cá bớp này nó ăn tạp là ghê lắm. Cho nên là ngày nào cũng phải cho ăn hết. Ngày nào chị Kiều cũng phải đi ra cảng và mua cá về để mà cho nó ăn. Khi mà mình đi ra đây á, nó thấy mình đứng lại, nó giống như là nó tưởng đâu là mình cho nó ăn, nên nó tụ tập lại này. Nhìn này, rất là dạng luôn à. À, tưởng đâu chủ nó này, cho ăn nè. Đó. Cuộc sống ở đây khá là bình dị mọi người ha. Bây giờ là đang có khách tới mua cá cho nên là gia đình đang bắt cá lên để mà căng và bán. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lớn này cũng bao nhiêu chứ. Lớn đó, lớn thì không phải nuôi, kệ đồ hai đi hai lần đi. Nuôi trong cái lồng bè này cũng dễ bắt ha, chỉ cần kéo cái lưới lại là thôi, là nó gom lại và lấy cái vợt kia là vợt lên thôi. Cái này nó mạnh lắm nha, rất là to, mạnh lắm. Anh có làm thịt mấy con cá bớp nè, bây giờ sẽ nướng. Thơm quá, chưa chín nhưng mà nghe thơm rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một miếng cá. Cá này mới bắt ở dưới hồ, lồng bè mang lên và nướng luôn. Nhỏ nhỏ em nè, kêu bằng em. Cái này gì ta? Cái này là cái gì anh? Ruột. Cái ruột đó hả? Nói chung là con kêu bóp làm, khi mà mình làm về là mình không bỏ một cái thứ gì đó. Tất cả mình lấy hết. Từ men đó, đầu đuôi dãy gì lấy hết, ăn hết, ăn được hết. Thịt quận cá bớp nó rất là nạt. Đúng rồi, nghe này rất là nạt. Nói chung là cái con cá này là ăn không bỏ một, không bỏ sót một cái gì luôn. Đúng rồi. Đâu, cái men có nhiều người ta. Bây giờ mình sẽ ăn thử một cái ruột của nó. Cái đó là cái gan đó. Cái gan hả anh? Lá gan nó cũng to ha. Nó béo lắm. Cái gan nó có cái mùi đặc trưng rất là thơm nữa. Đây là lần đầu tiên em ăn cá bớp nước. Dạ ăn nó lỗ hả? Dạ. Tại vì với lại nó không có được tươi giống như ở đây. Đúng rồi, nó không được tươi. Ở đây là cá nó tươi, thịt nó dai, nó ngon lắm. Rất là ngọt nè, thơm ghê luôn. Khi mình nướng như vậy thì cái mùi thơm của nó hấp dẫn hơn. Gấp luôn. Dạ. Miếng cục bự ăn cho nó đã. Ăn bộ cho nó để. Ăn đi. Nhà nô là cũng ở dưới cảng Đài Lãnh á. Dạ. Đó, nhà là ở đó. Thì chiều hôm qua, em quay cảng. Thấy. Mẹ con. Thấy. Gấp luôn đi, gấp em luôn. Em hơi phá. Nó dài lắm. Khi nó dài. Dạ. Đây gặp cái chén nữa. Em gấp đi. Là có biết chỗ nào anh uống không? Dành đi anh. Xong rồi đi uống nước. Hôm sáng xuống cạn gặp anh này. Em mua cá nóc. Mày lấy mấy cái nắp em ra. Ta lấy mấy cái chai còn mình ra khổ ướp hả đâu? Hồi nãy anh nói bao tử rồi. Đó ruột rồi. Cái ruột. Cái này thì nó có một cái vị béo. Béo hơn những cái kia. Nếu như mà mọi người đến với Vũng Rô Phú Yên thì có thể ghé đến bè nổi Suno để tham quan nha. Ở đây thì mình được biết là có dịch vụ đi cano này, chở khách đi tắm lặn san hô. Tại bè nổi Suno thì có những cái món hải sản tươi sống nữa. Đây là cái địa chỉ và số điện thoại. Nếu như mà mọi người tìm không ra đường thì có thể là liên hệ cho chị. Sẽ có người vô trong bờ và đón khách ra tới ngoài này luôn. Từ ở trong kia mà đi ra ngoài này khoảng chừng 5 phút thôi.
Bây giờ thì video của mình sẽ tạm dừng ở đây và rất là vui khi mà mình được ra đây để mà trải nghiệm cái cuộc sống của người dân tại bè nổi Suno và được thưởng thức những cái món ăn ngon tại nơi đây. Rất cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian xem hết cái video của mình. Nếu như mà mọi người thấy video của mình hay á, thì đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những video tiếp theo về trải nghiệm du lịch và cuộc sống của mình nhé. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.